Nhà mình chỉ mỗi mảnh vườn là có giá. Bán rồi lấy gì mà ăn? Hai anh nấp trong nhà đi, đợi cho nó ăn gần hết rồi hắn bắt. Cậu vẫn thích mà. Gông cổ nó cho tao. Được, nể lời cụ bá xin cho, ta gia hạn cho 3 ngày. Bạch Tất ấy đừng hòng thoát khỏi tay ta.